Hoa hậu Khánh Vân và nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết kết hợp cùng nhau trong một dự án nghệ thuật của nhà thiết kế Lê Long Dũng. Cả hai cùng hóa thân thành Thái hậu Dương Vân Nga ở hai giai đoạn khác nhau. Với kinh nghiệm nhiều năm đảm nhận vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga trên sân khấu, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết không khó để thể hiện được thần thái, nội tâm và quyền uy của Thái hậu Dương Vân Nga. Ngược lại, Hoa hậu Khánh Vân thể hiện vai diễn Dương Vân Nga khi còn trẻ, truyền tải nội tâm của một mẫu nghi thiên hạ. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, Khánh Vân từng là diễn viên và ít nhiều có kinh nghiệm diễn xuất. Vì vậy, cô vào vai khá ngọt. Cô đang tập trung chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới tổ chức tại Mỹ sắp tới. Khánh Vân tâm sự trong quá trình chụp ảnh, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã tận tình hướng dẫn cô để dễ dàng nhập vai. Cô cảm nhận được tâm huyết truyền lửa của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, của một người thuộc thế hệ đi trước, truyền lại cho các thế hệ kế thừa, gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của sân khấu cải lương. Thông qua bộ ảnh, Khánh Vân cùng ekip và nhà thiết kế Lê Long Dũng hy vọng các bạn trẻ sẽ tìm hiểu thêm về sân khấu cải lương và các kiến thức lịch sử.